Garena. Xin chào các bạn. Như vậy là Free Fire World Series 2024 Pro, giải đấu lớn nhất của khu vực C, đã chính thức khởi tranh. Trước khi bước vào các trận đấu đầy hấp dẫn, hãy cùng tôi điểm lại tất tần tật các chuyển nhượng trước mùa giải ngay thôi nào. Đầu tiên là vị trí đến từ Hua Esports là sự rời đi của QEO, thay vào đó là Trờ Kiên từ Lion Group. Tại vòng chung kết Free Fire World Series Việt Nam 2024 Pro, QEO không còn là thành viên góp mặt trong đội hình chính thức, nên Trờ Kiên hiện tại trước mắt sẽ góp mặt trên băng ghế dự bị, khi mà đội hình hiện tại của Hua Esports đang làm việc khá là tốt. Với sự gia nhập này, tôi đánh giá đội hình và lối chơi của Hua Esports sẽ không có sự thay đổi lớn đâu. Go Group cũng sẽ là đội tuyển có sự thay đổi tiếp theo. Như các bạn đã biết trước, ngay sau giải đấu Free Fire World Series 2024 Spring là sự rời đi của Neo, và Đi Quang cũng đã chính thức gia nhập Lion Group tại vòng chung kết Free Fire World Series Việt Nam 2024 Pro. Thì gần đây, Go Group đã chiêu mộ thêm tận hai nhân tố mới là T và Demon. Cả hai đều chơi được ở vị trí Rusher, và một trong hai người này sẽ là sự bổ sung mới cho đội hình chính thức. Đồng thời, với hai nhân tố mới sẽ không ảnh hưởng đến lối chơi hay đội hình của Go Group, khi đội tuyển này vẫn giữ nguyên một sniper là Iza và ba Rusher. Cả T và Demon đều là hai tuyển thủ trẻ chưa có kinh nghiệm tham gia thi đấu khu vực. Bên cạnh đó, bài toán về kỹ năng còn là bài toán về cả tâm lý dành cho Go Group cần phải giải quyết nếu muốn có kết quả tốt hơn tại mùa giải năm nay. Thêm một đội tuyển có sự thay đổi khá đáng kể, đó chính là Heavy. Khi chia tay Yuna và Quang Huy, Heavy đã chào đón Artemis và Getnai. Đây là một cặp đôi chuyển nhượng khá là thú vị, khi mà Getnai đang là một tuyển thủ chưa có nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu, nhưng Artemis đã từng là huyền thoại tanker tại rất nhiều những giải đấu lớn và nhỏ rồi. Ngược lại thì phong độ Getnai đang được đánh giá là khá ổn định khi bắt cùng với Lão Hổ dưới màu áo của Bình Dương Đại Hải. Còn Artemis thì đang bị nghi ngờ đã mất tay từ rất lâu. Nhưng giống như Hua Esports, hai hợp đồng chuyển nhượng này sẽ có cơ hội chắc suất thi đấu chính thức hơn khi Khabi đã không còn xuất hiện nhiều trong lineup thi đấu nữa. Và trong mùa giải mới này, Văn Thanh sẽ quay trở lại với vị trí thuận tay, đó là sniper. Đi cùng sự kỳ vọng lớn, đồng thời đó cũng là gánh nặng dành cho Heavy, khi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm ra được một team phù hợp nhất với toàn đội hình. Và cuối cùng là tin chuyển nhượng dành cho WAG. Chúng ta đã mất 2 năm để đợi thần đồng này lớn, và đúng như dự đoán, sau 2 năm, X-Bo chính thức quay trở lại chung nhà cùng với The Ghost. Bên cạnh đó, sự thay đổi của Dolphin sang vị trí media của team. Điểm qua với X-Bo một chút, tài năng trẻ X-Bo được nhiều người biết đến từ đại chiến quân đoàn mùa hè 2022, khi là cặp đôi ăn ý cùng với ở The Ghost. Sau đại chiến quân đoàn, chúng ta cũng không còn nhìn thấy anh chàng tham gia nhiều các giải đấu khác nữa. Đến 2024, X-Bo mới quay trở lại thi đấu dưới màu áo của TAG tại chung kết Free Fire World Series Việt Nam 2024 Pro. Mặc dù không thể có slot đến Free Fire World Series 2024 Pro, nhưng với màn trình diễn khá là ấn tượng của mình trước đó, WAG đã chính thức chiêu mộ thành công anh chàng này. Bên cạnh đó, với sự rời đi của Dolphin, người khởi xướng lối chơi phòng thủ an toàn từ WAG, thì tại Free Fire World Series 2024 Pro, WAG sẽ có bộ mặt nào mới? The Ghost, X-Bo lại thêm một lần nữa can quét tại đấu trường lớn hay không? Hãy cùng theo dõi các trận đấu của Free Fire World Series 2024 Pro để xem bản hợp đồng nào sẽ làm nên chuyện nha! Còn bây giờ, cùng Cam xin chào và hẹn gặp lại các bạn! Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.